Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Câu chuyện ngày xanh do tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thực hiện. Thưa quý vị, chủ đề bảo vệ môi trường tưởng chừng là một chủ đề khô khan, chỉ được bàn luận qua những cuộc hội thảo, các đề án. Thế nhưng, từ lâu vấn đề bảo vệ môi trường đã được thể hiện qua những tác phẩm văn thơ, ca nhạc. Và nói về những ca khúc thành công trong việc truyền tải đến người nghe về vấn đề bảo vệ môi trường trên thế giới thì không thể không kể đến ca khúc Earth Song hay là What If. Còn tại Việt Nam cũng không hiếm những ca khúc có thông điệp về bảo vệ môi trường. Những ngày gần đây, những người yêu âm nhạc không thể không biết đến ca khúc Khóc cho những dòng sông của nhạc sĩ Đỗ Phương cùng với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Blanc Thiết. Đây là ca khúc mang rất nhiều thông điệp ý nghĩa về vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ những dòng sông nói riêng. Để hiểu rõ hơn về ca khúc này cũng như thông điệp mà tác giả muốn truyền tải thì trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ với hai vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Đỗ Phương và nghệ sĩ ưu tú Blanc Thiết. Blanc Thiết xin chào quý vị khán giả. Xin chào MC xinh đẹp Thanh Huyền. Xin chào MC Thanh Huyền và kính chào quý vị khán giả. Là một nhạc sĩ nổi tiếng với những tác phẩm đóng góp vì cộng đồng, nhạc sĩ Đỗ Phương luôn mang đến cho những người yêu âm nhạc một cái nhìn sâu sắc về vấn đề văn hóa xã hội, như ca khúc Cơn say trong cuộc đời, ca khúc khuyến khích người dân nói không với rượu bia khi tham gia giao thông, hay ca khúc Ước nguyện cổ vũ tinh thần đội ngũ y bác sĩ và những người tuyến đầu chống dịch Covid-19. Những ngày gần đây, ca khúc Khóc cho những dòng sông với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Long Thiết đang được những người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt bởi tính nhân văn và thông điệp sâu sắc mà tác giả muốn mang lại. Đây là lần kết hợp đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Phương với nghệ sĩ ưu tú Phạm Long Thiết. Vùng vẫy con sông kia lấp lánh như sông xưa. Để hiểu rõ hơn về ca khúc Khóc cho những dòng sông, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay của chương trình Câu chuyện ngày xanh để lắng nghe nhạc sĩ Đỗ Phương cùng nghệ sĩ ưu tú Blanc Thiết chia sẻ thêm về ca khúc này. Một lần nữa xin được cảm ơn hai anh đã nhận lời mời tham gia chương trình Câu chuyện ngày xanh số lần này. Đây là lần đầu tiên anh đến với chương trình Câu chuyện ngày xanh với tạp chí Môi trường và Cuộc sống thì anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân với quý vị khán giả được không ạ? Tôi tên Đỗ Phương, hiện đang công tác trong lĩnh vực văn hóa. Cụ thể là mình đang là phó giám đốc nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Thì ngoài những cái công việc tại nhà hát ra thì mình cũng có viết nhạc và thực sự mong muốn đóng góp những gì mình có, ít nhất là về khía cạnh tinh thần, để làm cho xã hội tốt hơn, cuộc sống, môi trường sống của chúng ta được tốt hơn. Đấy là mong muốn của mình. Vâng ạ. Còn đối với nghệ sĩ ưu tú Blanc Thiết ạ, đây là lần thứ hai anh đến với trường quay của tạp chí Môi trường và Cuộc sống rồi, thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Có khác với lần một không ạ? Lần một Blanc Thiết đến với tạp chí Môi trường và Cuộc sống thì là Blanc Thiết cũng có nhiều bỡ ngỡ. Lần này thì bình tĩnh hơn và cảm thấy gần gũi hơn với mọi người. Và cái đấy cũng là cái mà Blanc Thiết cảm thấy như được lại một lần nữa trở về như một ngôi nhà của mình. Wow. Chắc chắn là trong lần thứ hai này thì chúng ta sẽ có những câu chuyện hay hơn để gửi tới quý vị khán giả đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Không biết rằng là cái cơ duyên nào để cho hai anh gặp nhau thì hôm nay trong chương trình Câu chuyện ngày xanh hai anh có thể chia sẻ về cái mối nhân duyên đưa hai anh đến với nhau và tác phẩm nào mà hai anh kết hợp đầu tiên cùng nhau tham gia sản xuất? Có lẽ nghệ sĩ ưu tú trả lời trước. Blanc Thiết đi ca hát cũng nhiều nhưng mà thực sự cũng là nhân duyên đến với bạn Đỗ Phương, gọi bạn cũng được vì cũng thế hệ. Nhạc sĩ Đỗ Phương thì Blanc Thiết mới biết gần đây thôi, truyền hình trên Zalo Facebook, cũng bạn ấy kết bạn Facebook, sau đó bạn giới thiệu ca khúc của bạn ấy, bảo là đây là một ca khúc mà em mới viết, cũng như là rất là muốn anh cùng đồng hành vì ca khúc nó ý nghĩa mang tính chất cộng đồng. Thì sau khi nhận được bài rồi thì đúng hôm sau lại gặp lần đầu tiên trong một buổi tiệc của do bên Bộ Văn hóa tổ chức liên hoan, thì gặp nó bảo em là Đỗ Phương đấy, ngỡ ngàng ôi Đỗ Phương hôm qua nhân tối duyên. Qua mới chat với nhau, mới trao đổi với nhau thì lại hôm nay lại được gặp, thì là bắt tay và cùng trao đổi. Sau hôm đấy 1-2 tuần thì đồng chí cũng rất là năng động trong việc và phối khí, nhờ anh nhạc sĩ Phan Quyết
chơi xong và rồi. Thực sự là hai anh em trở nên càng trở nên thân thiết với nhau một phần là nhờ cái tác phẩm này. Nhờ tác phẩm này. Vì vì cả hai anh em đều cùng chung một cái mục đích hướng tới cộng đồng, làm việc hết sức là tâm huyết, để nghiêm túc, cho nghiêm túc để cho cái MV Khóc Cho Những Dòng Sông được ra mắt công chúng khán giả. Vậy là ca khúc Khóc Cho Những Dòng Sông chính là sản phẩm đầu tiên mà hai anh kết hợp với nhau đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Đúng vậy. Vâng, đúng là một mối nhân duyên và Thanh Huyền cảm thấy là cái có một sự thành công lớn đối với lại hai nghệ sĩ đúng không ạ? Đấy chính là những cái sự mong muốn mãn nguyện và tự hào nhất của những người nghệ sĩ của anh em mình khi đóng góp được những cái điều tốt đẹp hướng tới cộng đồng xã hội. Vậy thì đối với nhạc sĩ Đỗ Phương thì cái ấn tượng đầu tiên khi anh gặp nghệ sĩ ưu tú Phờ Lăng Thiết là gì ạ? Có lẽ là nhiệt huyết và cái sự khát khao cống hiến đầy chất nghệ sĩ trong con người nghệ sĩ ưu tú Phờ Lăng Thiết. Và phải có cái điều đấy thì chúng tôi mới làm được những cái sản phẩm hướng tới cộng đồng hoàn toàn là thiện nguyện của hai anh em. Không chỉ là nhạc sĩ Đỗ Phương cảm nhận vậy mà ngay cả từ lần đầu tiên mà Thanh Huyền gặp nghệ sĩ ưu tú Phờ Lăng Thiết thì Thanh Huyền cũng đã cảm thấy cái tình yêu nghề của anh đấy luôn rực cháy rồi. Và nhạc sĩ Đỗ Phương thân mến là một người đã từng rất thành công với những ca khúc đóng góp về cộng đồng như là Cơn Say và Cuộc Đời rồi Ước Nguyện. Gần đây thì là ca khúc Khóc Cho Những Dòng Sông. Vậy thì Thanh Huyền có một thắc mắc là không biết anh lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác ra bài này và tại sao anh lại đặt là Khóc Cho Những Dòng Sông? Quả thật là những cái đề tài về xã hội, thời sự xã hội có một cái sức hút rất lớn đối với cả tôi. Và hình ảnh và ký ức về những dòng sông tuổi thơ, nơi mà chúng ta có rất nhiều những cái kỷ niệm và hiện tại có lẽ là không còn được như thế nữa, đã thôi thúc tôi ấp ủ và viết nên ca khúc Khóc Cho Những Dòng Sông. Tựa đề của ca khúc cũng đã nói lên tất cả những cái mong muốn và cảm xúc của tôi. Các dòng sông của chúng ta cần phải đến lúc cảnh báo một cách thật sự, một cách trực diện nhất. Và chúng ta cần phải cứu vớt, cần phải mang lại những cái sự tươi mát, hiền hòa như những dòng sông quê hương đầy kỷ niệm của chúng ta. Nên tôi quyết định đặt một cái tên mà nó đánh thức nhất tới cộng đồng là Khóc Cho Những Dòng Sông. Và Thanh Huyền thấy bây giờ ca khúc Khóc Cho Những Dòng Sông đúng là như ý nguyện của anh mong muốn rồi ạ. Thật sự là nó có một cái gợn gợn trong tâm thức, trong cái suy nghĩ khi mà mỗi người mà tìm search trên Google Khóc Cho Những Dòng Sông. Vâng, nghệ sĩ ưu tú Phờ Lăng Thiết là một nghệ sĩ mà Thanh Huyền thấy là cái tình yêu quê hương đất nước của anh nó thể hiện rất rõ qua cách nói chuyện, qua những câu chuyện đời thường của anh. Và khi mà anh cất tiếng hát cũng như hát những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước cũng như vấn đề bảo vệ môi trường thì cái điều ấy lại càng thể hiện rõ hơn nữa. Nhất là trong cái ca khúc Khóc Cho Những Dòng Sông này thì Thanh Huyền cảm được là anh dường như anh đã thả hồn vào trong từng câu, từng chữ, từng cái nốt nhạc của nhạc sĩ Đỗ Phương. Vậy thì phải chăng là anh cũng đang có một nỗi niềm đau đáu giống như là nhạc sĩ Đỗ Phương? Sau khi mà cầm được cái bản nhạc của bạn ấy viết thì mình thấy là có, mình có trong đấy và quê hương mình bây giờ cũng không chỉ là quê hương bạn ấy là dòng sông khô cằn, dòng sông ô nhiễm, mà quê hương mình cũng dần dần có những dòng sông ngày xưa mình đã từng tắm bây giờ nó thành cạn hết rồi. Và rất là nhiều dòng sông ô nhiễm. Thì cái đấy cũng là cái mà làm cho Phờ Lăng Thiết thấy là mình là một con người thế hệ bây giờ đang sống, thì đây cũng là một cái góp phần nho nhỏ đánh thức tất cả những người anh em, những người Việt Nam chúng ta luôn luôn hãy bảo vệ, vì đúng là rất là thiệt thòi cho những thế hệ sau. Bây giờ thế hệ này đã như thế rồi, còn thế hệ sau nữa thì đúng chắc chắn là dòng sông lại càng biến mất và không ai dám tắm dòng sông nữa vì nó quá ô nhiễm. Chính vì lẽ đấy mà Phờ Lăng Thiết cũng
cảm thấy mình rất là vui và hạnh phúc khi được tham gia cái một cái ca khúc mà mang tính chất cộng đồng mà nó rất hay, từ cái lời cho đến cấu trúc nhạc. Chưa nghe thì người ta sẽ không có những cảm xúc, khi nghe rồi ngay từ tựa cái đề ca khúc là khóc cho những dòng sông, cái từ khóc đó nó nói lên tất cả. Như nhạc sĩ viết thì cũng mong muốn góp phần nhỏ nhỏ cái giọng hát của mình để nói lên tiếng nói của nghệ sĩ với cộng đồng, nghệ sĩ với môi trường. Đấy là cái mà nó thiết thấy rất là vui. Có lẽ là may mắn của anh em chúng tôi cũng như ekip là sau khi bài này được hoàn thành thì là các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí ủng hộ rất nhiệt thành. Rất nhiều các đầu báo viết rất sâu sắc và đúng với cái ý tưởng mà tôi viết và cũng như là cảm xúc của anh Phong Thiết hát. Và điều đấy là điều rất là hạnh phúc khi mà mình đã cùng chung tiếng nói với cả các cơ quan truyền thông, với cả xã hội để bảo vệ môi trường, bảo vệ những dòng sông đang bị ô nhiễm. Điều đấy điều rất hạnh phúc cho anh em chúng tôi. Giá mà có thể trở về những tháng năm vùng vẫy con sóng kia lấp lánh như sóng xưa, giá mà không có anh, không khô cằn đá sỏi, cầu xin anh, xin anh hãy thương mạnh đất này. Tôi không cho những dòng sông chết, tôi không cho dòng sông đã hết phù sa, tôi không cho đất mẹ hiền hòa. Vậy thời gian mình thu âm phối khí để đưa ra bài hát là khoảng bao lâu? Sau khi nhận tác phẩm thì đúng một tuần sau thì là anh Quyết đã có cái bản phác thảo, bản demo để cho Phan Long Thiết cảm nhận và nghiên cứu. Sau đấy thì đúng 2-3 hôm sau thì thu luôn. Và cũng rất nhanh, nó không kéo thời gian thu khoảng chưa đầy tiếng là xong. Phan Long Thiết cũng rất hài lòng với bản phối của anh Quyết, từ cái tiếng đàn guitar đúng là giống như cái mong muốn của nhạc sĩ, đánh thức người nghe, tiếng đấy nó làm ám ảnh. Đấy là cái sự cảnh báo, cảnh tỉnh cho mọi người ở dòng sông chúng ta sắp mất hết rồi. Sau đấy đúng một tuần thì lại xong ca khúc thì lại anh em lại về quê hương của đồng chí Đỗ Phương quay, là làm cùng với ekip làm một MV. Bản thân là quê hương của tôi vùng Bắc Ninh, cũng có rất nhiều những cái dòng sông mà đang bị ô nhiễm. Thậm chí có những cái dòng sông mà mình dùng cái từ dòng sông chết là dòng sông Ngũ Huyện Khê ở thành phố Bắc Ninh. Là những nghệ sĩ thì Thanh Huyền nghĩ rằng là có lẽ là những cái nốt nhạc, những lời ca tiếng hát sẽ là minh chứng cho sự quan tâm của các anh đến vấn đề bảo vệ môi trường. Vậy thì không biết là ngoài đời thì các anh thể hiện cái tình yêu cũng như là sự quan tâm của mình đến vấn đề bảo vệ môi trường như thế nào? Em Phan Long Thiết ạ. Nhận bài và thuộc bài đến bây giờ thuộc rồi thì Long Thiết cũng hay khoe với mọi người. Đấy, ngoài đời một chén rượu thôi thì cũng có thể cất lên được tiếng hát. Vẫn là và dùng tiếng hát đấy, đúng không? Dùng tiếng hát và cũng nói đấy, một ca khúc mà mới hát nó rất hay, rất ý nghĩa thì mời các bác nghe. Ngoài ra như là anh em mình cũng có thể là động viên bản thân mình cũng như con cái mình tham gia vào những cái hoạt động bảo vệ môi trường. Cũng như là ở các thành phố lớn mình hay có những cái kiểu vớt rác này, rác thải nhựa ở các dòng sông, sông Tô Lịch và các thứ này khác ấy. Những hành động nhỏ đấy thì nhiều hành động nhỏ đấy thì sẽ góp phần là làm trong sạch những dòng sông đấy, bảo vệ môi trường. Tức là mình cho các con tiếp cận cũng tiếp như cận. Là tham gia những cái hoạt động xây dựng ý thức. Vâng ạ. Hai anh thì có thể vừa rồi là cũng dành cho nhau những cái lời có cánh rồi, thì không biết là anh Phan Long Thiết chưa hài lòng về nhạc sĩ Đỗ Phương về cái điểm gì nhỉ? Chưa hài lòng là bạn ấy cao hơn mình ở đấy ra. Thế còn về trong... Đơn giản là như vậy thôi. Trêu đấy thôi. Thích nhiều hơn ghét nhỉ? Có cái gì là cũng... Vì có thể là cũng mới chơi nên là cũng chưa cảm nhận được nhiều.
Nhưng mà từ khi biết bạn nhạc sĩ Đỗ Phương đến giờ thì thực sự rất trân quý bạn ấy. Trân quý tài năng, trân quý cách sống. Còn đối với tôi gặp được anh Blond Thiết ấy thì mình có cũng khai phá được những cái mới trong âm nhạc của mình. Thậm chí ở trong tương lai tôi cũng sẽ viết một cái bản nhạc cũng hướng tới cộng đồng thôi. Cổ vũ thể thao, cổ vũ bóng đá với cái tiết tấu sôi động rất hợp với cả nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết. Thế thì thậm chí là còn có cả vũ đạo. Ôi, đấy một cái vâng. Một cái mà chúng ta có thể khai phá được anh Blond Thiết là anh nhảy rất là lửa trên sân khấu. Đấy. Cái đấy là hy vọng là quý khán giả mọi người cùng đón nhận sản phẩm của anh em chúng ta trong tương lai. Blond Thiết đang hồi hộp đấy. Cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Phương đã cho Thanh Huyền biết là một sở trường nữa của nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết là anh có thể nhảy được. Nhảy lung tung. Không, sẽ có bài bản, sẽ có biên đạo. Thưởng ngoạn cảnh sắc sơn thủy hữu tình, dạo bước an nhiên giữa lòng di sản, cảm nhận sắc xuân rạo rực khắp đất trời. Shadow by the Mountain khai mở huyền thoại, chinh phục đỉnh thiên. Tưởng chừng là có thể khai phá được ở hai anh có một cái điểm yếu hay là điểm gì, thế nhưng mà hai anh cuối cùng vẫn cứ là khó dành đấy, cho nhờ điểm, những điểm, cái lời có cánh. Và sau thành công của ca khúc Khóc cho những dòng sông thì anh có ấp ủ một cái dự án nào nữa không ạ? Cũng về vấn đề bảo vệ môi trường. Có lẽ là một ca khúc mà viết về những cánh rừng, những cánh rừng xanh mát cũng dần mất đi bởi những cái biến đổi khí hậu môi trường, bởi những tác động tiêu cực của con người chúng ta. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải kêu gọi bảo vệ những cánh rừng đó. Và đấy cũng là một ấp ủ của tôi. Liệu rằng là cái dự án đấy có lại sự kết hợp với nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết không ạ? Mong mỏi lắm đấy, mong mỏi lắm đấy. Nhưng mà có điều là mình sẽ phải cố gắng mà viết làm sao mà cho hợp nhất đối với cả giọng hát có lửa của nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết. Vậy thì còn với nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết? Blond Thiết thì sự rất là vui. Sau ca khúc Khóc cho những dòng sông thì rất là nhiều nhạc sĩ, rất là nhiều bạn cũng gửi gắm những cái đứa con lên thần. Đấy là một cái tình cảm của mọi người. Thì bây giờ cứ Blond Thiết nghĩ là dự định thì nó nhiều, nhưng mà cứ đến đâu thì mình làm đến đấy. Và mong muốn lớn nhất nữa là công chúng luôn đón nhận và yêu quý nghệ sĩ, ca sĩ Blond Thiết. Cái đấy là cái mà hạnh phúc lớn nhất của mỗi bất cứ một người ca sĩ nào. Chắc chắn rồi ạ. Với cái tình yêu, với nghề, với khán giả thì chắc chắn là khán giả sẽ đón nhận nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết một cách nồng nhiệt nhất. Và trong cái không khí mà đang tràn ngập cái tình yêu về bảo vệ môi trường như thế này thì có lẽ là không chỉ riêng Thanh Huyền mà cả tất cả quý vị khán giả cũng đang mong chờ nhạc sĩ Đỗ Phương với nghệ sĩ ưu tú Blond Thiết một sự kết hợp. Có thể là hai anh hát lại ca khúc Khóc cho những dòng sông. Nhất trí thôi. Đây quả thật là một cái sự bất ngờ rất lớn với cả tôi đấy. Tại vì là không có sự chuẩn bị lại xong rồi lại còn cứ đánh đàn những đem cái cảm xúc đang nói cảm xúc về ngay bây giờ. Bây giờ nhạc sĩ đánh đàn vào lòng tiếng hát vọng. Có lẽ là đây là những cái cảm xúc mà mộc mạc nhất là anh em chúng tôi gửi tới quý khán giả cũng như là Thanh Huyền tại trường quay. Vâng ạ. Mong quý vị đón nhận. Giá mà có thể trở về những tháng năm vùng vẫy con sóng kia lấp lánh như sông xưa. Mà không có anh, không khô cằn đá sỏi, cầu xin anh hãy thương mảnh đất này. Tôi không cho những dòng sông chết, tôi không cho dòng sông đã hết phù sa. Tôi khóc cho đất mẹ hiền hòa, chờ trẻ con mới ngày hôm qua. Xin hãy thương những bậc
ca từ ngọt ngào cũng như là những cái nốt nhạc phím đàn của nhạc sĩ Đỗ Phương cũng như sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phan Lăng Thiết. Thực sự là rất là xúc động ấy ạ. Thế Nguyễn, khi mà nghe như nhạc sĩ Đỗ Phương cũng như nghệ sĩ ưu tú Phan Lăng Thiết thể hiện xong cái ca khúc này, Thanh Nguyễn đã cảm được những cái câu từ mà nhạc sĩ Đỗ Phương tâm huyết đặt từng câu chữ và từng nốt nhạc đấy. Giá mà có thể. Giá mà có thể là trở về. Là cũng có thể là có khả năng trở về được như xưa với điều kiện tất cả chúng ta cùng chung tay để mà đưa dòng sông trở lại xanh mát và hiền hòa. Còn cũng có khả năng là không thể bao giờ trở lại được như xưa nếu như chúng ta còn tiếp tục hủy hoại môi trường, hủy hoại những dòng sông. Nói đến môi trường, đến bài này thì đúng là chúng tôi trở về với môi trường là chủ đề chuẩn nhất. Cảm ơn nhà đài đã cho hai anh em được nói tâm tư, nguyện vọng và mong muốn là cùng đồng hành để cho tất cả mọi người đều cùng cảm nhận. Một chương trình rất ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Một lần nữa cảm ơn hai nghệ sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Huyền mong rằng ca khúc tiếp theo của nhạc sĩ Đỗ Phương cũng như là nghệ sĩ ưu tú Bảo Lăng Thiết, Thanh Huyền lại có cơ hội ở đây và gặp hai nghệ sĩ để hiểu rõ hơn về cái ca khúc tiếp theo, được không ạ? Chúng ta cùng hy vọng vâng sớm nhỉ? Sớm. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là những chia sẻ vô cùng thú vị đến từ nhạc sĩ Đỗ Phương và nghệ sĩ ưu tú Bảo Lăng Thiết. Qua đó chúng ta đã hiểu rõ hơn về tình yêu, cách thể hiện của những nghệ sĩ đối với vấn đề văn hóa xã hội nói chung và vấn đề bảo vệ môi trường nói riêng. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của nhạc sĩ Đỗ Phương cũng như nghệ sĩ ưu tú Phan Lăng Thiết trong chương trình Câu chuyện ngày xanh số lần này. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Môi trường và cuộc sống sẽ luôn luôn là người bạn thân. Nếu môi trường